Và bây giờ Ngọc Hân xin mời quý vị cùng gặp gỡ người đại diện của hai Diamond Sponsors của Paris by Night 136, đó là công ty Lexor và công ty Dr. Sam. Kính thưa quý vị, Ngọc Hân rất hân hạnh giới thiệu đến với quý vị nữ doanh nhân, nhà từ thiện Dr. Di Ái Hồng Sâm. Hồng Sâm xin trân trọng gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong văn phòng ngày hôm nay cũng như quý vị khán giả của Thí Nghe trên toàn cầu. Xin chào Ngọc Hân. Xin chào chị. Chị ơi, công ty Lexor đã đồng hành cùng với Paris by Night một chặng đường khá dài rồi. Và trong cái dịp đặc biệt là 40 năm anniversary của Paris by Night ngày hôm nay, chị có lời gì muốn nói đến với trung tâm Thí Nghe không ạ? Vâng, lời nói thì rất nhiều, nhưng mà trong những dịp 40 năm sinh nhật của Trung tâm Thúy Nga, Hồng Sâm đại diện cho công ty Lexor cũng như Dr. Sam gửi lời chúc mừng 40 năm sinh nhật đến Trung tâm Thúy Nga. Một quãng đường 40 năm coi như là có rất nhiều gian truân cũng như những cái vinh quang mà mình đã được ngày hôm nay. Và qua chặng đường 40 năm đó, chúng tôi rất hãnh diện đã được đồng hành 15 năm với Trung tâm Thúy Nga. Chị ơi, em được biết chị là chiến lược gia, tức là nhà chiến lược của công ty Lexor. Thì Ngọc Hân cũng được biết là sở dĩ công ty Lexor hiện giờ là công ty hàng đầu trong cái việc sản xuất ghế spa pedicure. Một điều đặc biệt đó chính là quy trình sản xuất khép kín. Chị có thể chia sẻ về điều này với khán giả được không ạ? Kính thưa quý vị, như quý vị mà trong ngành nail thì quý vị có chắc là nghe đến công ty Lexor. Thì chúng tôi trong 20 năm vừa qua thì chúng tôi có cho ra những cái phát minh, người tiên phong để cho ra những smart feature, những cái hệ thống thông minh nhất cho vào cái ghế pedicure chair, để cho chúng ta từ cái lúc mà như lần trước Hồng Sâm nói, chúng ta hồi xưa thì mang cái chậu ra để mà làm chân cho khách, đến ngày hôm nay chúng ta đã có một chiếc ghế spa pedicure chair rất là sang trọng mà người thợ của mình không cần phải cúi xuống làm đau cổ hoặc là phải đau lưng để khi mình chà những cái gót chân. Và ngày hôm nay thì cái ghế đó trở thành một cái rất là sang trọng. Ai vào làm chân đều cảm nhận cho mình một cái sự thoải mái. Và một cái điều đặc biệt là trong cái quy trình sản xuất, chúng tôi là một quy trình khép kín, từ kỹ sư thiết kế cho ra họa đồ cũng như tới những người công nhân tuột tất cả tôi tới con ốc nhỏ xíu thì chúng tôi đều là người Việt Nam, để mà cho ra được một cái ghế đẹp như thế thì chúng tôi sử dụng hoàn toàn 100% người Việt Nam. Chị ơi, như vậy thì chiến lược của công ty Lexor trong thời gian sắp tới là gì? Nếu mà nói tới chiến lược thì chúng tôi thông thường công ty Lexor có những cái mà chúng tôi dự định rất là xa. Ví dụ như quý vị thấy cái ghế mà đằng trước sân khấu, đằng phía sau sân khấu để thì quý vị thấy cái ghế đó cho ra đời ngày hôm nay, thì chúng tôi đã cho vào ấp ủ và làm rất là lâu, trong một quá trình gọi là 3 năm, 5 năm để cho phát minh. Thì bây giờ trong một thời gian chúng tôi sản xuất ghế pedicure thì trong đó có cái bộ phận massage. Và với gần 20 năm chúng tôi làm qua cái quy trình sản xuất về nó. Và cái ghế này là quý vị biết là một khi mà mình dùng trong cái tiệm nail là một ngày biết bao nhiêu con người xài và cái ghế vẫn không hư. Cho nên bây giờ công ty Lexor bắt đầu lấn sân, có nghĩa là chúng tôi muốn kết hợp với những người bác sĩ có trình độ về cái hệ thống massage, những cái huyệt massage để cho ra những cái hệ thống ghế massage dùng cho gia đình. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu lấn sân qua cái gọi là hệ thống làm đẹp cũng như là massage cho người dùng ở nhà. Thì chúng tôi tin rằng là với những cái kỹ thuật cũng như là cái kinh nghiệm chúng tôi có thì trong tương lai sẽ cho những cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và bây giờ chị ơi, mình sẽ nói về Dr. Sam nhé. Ngọc Hân được biết là chị còn là CEO của công ty Dr. Sam. Mà quý vị có biết không, công ty Dr. Sam mục đích được lập ra ngay từ ban đầu chỉ là để phục vụ những chuyến từ thiện của chị Di Ái Hồng Sâm và những công việc từ thiện của chị. Như vậy thì em hỏi thiệt chị là thời gian này mình làm ăn sao rồi chị? Ổn không? Kính thưa quý vị, thì thật sự mà nói là Hồng Sâm rất cảm ơn Trung tâm Thúy Nga, cũng như là đặc biệt là chị Marito, người mà luôn đồng hành với hội Sam Foundation, cũng như là cái brand Dr. Sam để chúng tôi có cơ hội đưa sản phẩm gần đến với người dùng. Và qua một thời gian qua thì chúng tôi được rất là nhiều người ủng hộ và khen về cái sản phẩm này. Thì hy vọng rằng là trong tương lai thì quý vị tiếp tục đồng hành. Tại vì khi quý vị mua cái sản phẩm này, chẳng những quý vị được uống để làm cho sức khỏe mình tốt,
mà trong đó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng là quý vị đồng hành cùng chúng tôi, chung tay để có thể giúp cho những mảnh đời khó khăn tại Việt Nam. Đơn cử là hiện giờ là đang hội đang giúp đỡ nuôi 1.000 đứa trẻ mồ côi mà Dr. Di Ái Hồng Sâm đã nhận làm con, đúng không chị? Yeah. Em cũng là một trong những khách hàng trung thành của Dr. Sam, show yes. lần nào cũng phải có. Chính cả xác. Nghệ sĩ trung tâm Thúy Nga ai cũng sử dụng hết. Mà chị ơi, bây giờ là công ty Dr. Sam hồi nãy chị nói là có những mặt hàng mà khách hàng feedback rất là tốt và rất là yêu thích. Như vậy thì best seller, tức là cái mặt hàng mà khách hàng yêu thích nhất của Dr. Sam là gì? Kính thưa quý vị, thì giống như nếu quý vị coi những chương trình khác Hồng Sâm nói, thì Hồng Sâm là nhà sản xuất. Qua cái Hồng Sâm là bác sĩ thảo dược thì ngày xưa giờ chỉ làm sản xuất thôi, nhưng mà sau này khi Hồng Sâm cho ra sản phẩm cho dưới cái thương hiệu của mình thì Hồng Sâm có rất nhiều sản phẩm, nhiều cái line hàng tên khác nhau, nhưng chỉ có hai sản phẩm mà ăn ý nhất, coi như là người ta thích nhất, là hai cái sản phẩm quý vị thấy các con của Hồng Sâm đang đứng ngoài kia để cho quý vị thử. Đó là một cái là Youthology và một cái là Mancore. Thì cái Youthology đó giúp cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta có một làn da đẹp, một cái sức sống mãnh liệt. Thí dụ như quý vị nào mà theo dõi Hồng Sâm trên Facebook thì quý vị sẽ thấy Hồng Sâm bay khắp nơi, bay liên tục nhưng vẫn sung như thường, là tại vì Hồng Sâm có những cái sản phẩm mà Hồng Sâm uống, và đó là một trong những sản phẩm mà Hồng Sâm uống thường xuyên, đó là Youthology. Cái đó là cho mọi người, nhưng có đặc biệt cho phái nam thì chúng tôi có một sản phẩm gọi là Mancore. Cái này giúp cho những các ông trường coi như là cái gì gọi là sinh lực dồi dào hơn. Ôi, rồi sức khỏe tốt hơn và trí nhớ tập trung, mình có thể tập trung làm việc, mình không mệt. Và đặc biệt là các anh nào mà tập phòng gym thì nó sẽ giúp cho bắp cơ của mình càng ngày càng mạnh hơn, để mình có một cái sức sống tuyệt vời hơn và hạnh phúc hơn. Chồng uống vợ vui. Chính xác. Chị hồi nãy chị mình mới nhắc đến các em bé con của chị đó, thì lần trước chị có chia sẻ là các em đang đi học, rồi sau đó là em nghe là các em bé là đang học nghề rồi. Như vậy thì bây giờ là học nghề tới đâu rồi chị? Kính thưa quý vị, để Hồng Sâm chia sẻ để quý vị cùng mừng với Hồng Sâm, thì khi mà lần trước thì các con đi học nghề và mọi thứ rồi, thì sau khi cái giai đoạn học nghề đó cũng rất là khó khăn, là tại Hồng Sâm phải định hướng xem con mình học cái gì được, thì thử cái này thử kia thử riết không thấy cái gì được, mà cuối cùng hình như vẫn theo gót chân mẹ, là các con làm nail rất giỏi. Cho nên bây giờ thì làm Hồng Sâm đã mở một cái tiệm nail ở Sài Gòn, ngay chỗ chợ Bến Thành, để cho các con vừa làm nail và có gội đầu dưỡng sinh phòng muối đó quý vị. Thì quý vị nằm ở Sài Gòn gần quận Nhất, ngay số 8 Lưu Văn Lan, ngay cửa đông chợ Bến Thành, quý vị có thể tới để ủng hộ các cháu. Cho nên cái thành quả mà Hồng Sâm làm được ngày hôm nay là đã nuôi các con lớn cho học nghề, và bây giờ đã thành đạt và có được cái tiệm cho các con làm để giúp cho các em khác. Nói chung là nếu mà xin cảm ơn quý vị, nói chung là nếu mà muốn đẹp ở bên trong thì cứ dùng sản phẩm Dr. Sam, mà muốn đẹp bên ngoài thì cứ tới tiệm nail quý vị. Và tiệm nail trong ghế các tiệm nail là do công ty Lexor cung cấp. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình. Cảm ơn Dr. Sam và Lexor đã đồng hành cùng với trung tâm Thúy Nga. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ba nhạc phẩm Như Vẫn Còn Đây, sáng tác của Phúc Trường, và Gục Ngã cũng là sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường, và nhạc phẩm Angel sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Kính thưa quý vị, hai tiếng hát của hai ca sĩ trẻ đã đưa ba nhạc phẩm này đến với tất cả khán giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Pyramids from ancient Egypt have always been considered the pinnacle of human achievement for their mastery in craftsmanship, attention to details, and commitment to perfection. In the process of seeking perfection, our spa chair offers unparalleled craftsmanship, meticulous design, and an unwavering commitment to elegance. In the cocoon of our spa chair, one cannot escape the sensation of empowerment akin to the royalty of ancient times. As you recline upon its finely detailed contours, it's as if you're transported through time, echoing the grandeur and sophistication that once graced the throne rooms of pharaohs. In any salon, customers will relish the euphoric experience while seated on our privé lounge. Thank you for the wonderful experience. Lexor, the key to salon success.
vị thanh nhẹ, ngọt nhẹ. Uống vô cái vị đúng là cũng có sâm luôn á. Mình cảm thấy nhiều năng lượng hơn. Là thương hiệu hát sâm chăm sóc sức khỏe từ bên trong, được tin dùng nhiều năm tại Hoa Kỳ, Dr. Sam hân hạnh đồng hành cùng Paris by Night 137. Mỗi lần mà Kha đi quay phim về mà mệt mỏi, chỉ cần một gói này thôi là tràn đầy năng lượng sức sống. Dr. Sam Paris Well. Dr. Sam Mancore and Youthology là một sự phối hợp tinh tế được kết hợp bởi cao hắc sâm, collagen và nhân sâm Peru với các chiết xuất sử dụng phương pháp cổ truyền của nhân sâm tươi 6 tuổi đã được tôi luyện qua 9 lần hấp sấy để cô đọng lại thành cao hắc sâm. Vì vậy, hàm lượng dinh dưỡng của cao hắc sâm vượt trội hơn 20 lần so với các loại sâm khác. Dr. Sam Youthology giúp trẻ hóa, hỗ trợ cân bằng hóc môn và trí nhớ. Dr. Sam Mancore hỗ trợ tăng cường sinh lý, sinh lực, tăng cường trí nhớ, giúp giải quyết vấn đề hiếm muộn. Dr. Sam, Health is Wealth.